Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 9 tháng 3 năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dính Mỹ tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền kết luận quy định tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và năm 2022. Tham dự hội nghị có trên 200 đảng viên là quỹ viên Ban chấp hành Đảng Bộ Phường, các đồng chí cao niên tuổi đảng, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên và đảng viên các chi bộ trực thuộc đảng quỹ, trưởng phó các cơ quan, đơn vị, đoàn thể phường. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đội ngũ báo cáo viên thành phố báo cáo các nội dung kết luận số 21 kl trên Tây Đức ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37, quy đề trên Tây Đức Ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên đề năm 2022 của tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ qua đó nhằm giúp cho cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các kết luận quy định, các chuyên đề của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, trang bị kiến thức lý luận để vận dụng một cách sáng tạo các đường lối chủ trương của Đảng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị xã hội tại địa phương.